chào buổi trưa quý vị và các bạn. Nay mình đi làm ra, mình gặp đi ngang chỗ này mới vừa ra khỏi chỗ làm. Bây giờ mình thấy nó cái like xin đồ ăn, thế là mình nhảy vô. Về hồi 1 giờ mà giờ cái like từ nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi. Rồi mình cũng sắp lên tới chỗ rồi. Mình bây giờ mình tắt máy lạnh để cho nhỏ 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 thôi, để chút nữa mở trăng lên thì máy lạnh nó ra hết. Này là góc đường Bissonnette và Wilcrest, Kerwood và Bissonnette trong cái Bạc Kinh. Để coi coi mình hôm nay nó cho mình được gì nha. Gặp đâu vớ đó, gặp đâu vớ đó. Mấy người làm này nắng chết luôn mà bịt mặt là chịu gì nổi, không có ai bịt mặt hết trơn. Mình chạy máy lạnh trong xe mà còn chịu không nổi đây. Cha nó cho thùng thùng dữ. Thùng nhiều quá đó. Để xuống không thân lắc nó la. Thank you. One cupcake over there. The cupcake over there. The cupcake? Yeah.
Thank you. Thank you. Thank you, sir. You're welcome. Wow, đồ nhiều quá luôn. Xoài. Cấp kết nó cho cái bánh gì mà sao lè về cho tụi nó ăn.
con tay chắc dễ thôi nữa.
đây. Bye bye nha. Xong một trận chơi nè, đi xin đồ ăn.